trong chung cư mini 8 tầng phải chống nạng ở Hà Nội. Hà Nội yêu cầu xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan vụ chung cư mini phải chống nạng. Hàng loạt chung cư mini sai phạm ở Thạch Thất giờ ra sao? Kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức cập nhật mới nhất trên kênh Góc Cảnh Giác. Thưa quý vị, liên quan đến tòa chung cư mini ở địa chỉ số 22 ngách 236/17 Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội bị xuống cấp, nứt cột, Ban quản lý tòa nhà đã có buổi làm việc với các hộ dân để thông tin về hiện trạng các kết cấu bị xuống cấp, cần có phương án gia cố. Ban quản lý chung cư mini ở số 22B, ngõ 236/17, Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, vừa làm việc với các hộ dân sống trong tòa nhà để thông tin về hiện trạng các kết cấu bị xuống cấp, cần có phương án gia cố. Trưởng ban quản lý tòa chung cư mini số 22B cho biết, hai cột giữa tòa nhà bị nứt vỡ, mất khả năng chịu lực. Ngoài ra, bốn cột quanh nhà cùng dầm chịu lực cũng bị ảnh hưởng. So với bản thiết kế, phần chịu lực của tòa nhà bị khuyết một thanh dầm ra thang máy. Ngoài ra, tiết diện của cột chống nhà nhỏ hơn so với bản thiết kế. Đại diện ban quản lý cũng cho biết, mức chi phí sửa chữa sự cố có thể lên đến 4-5 tỷ đồng. Vẫn theo trưởng ban quản lý tòa chung cư mini số 22B, quá trình gia cố phần chịu lực của tòa nhà này cũng phải mất nhiều tháng mới hoàn thành. Trước thông tin trên, nhiều cư dân ở tòa nhà tỏ ra bức xúc, đặt câu hỏi về trách nhiệm của chủ đầu tư khi thi công xây dựng tòa nhà sai thiết kế, ảnh hưởng đến quyền lợi, cuộc sống của hàng chục hộ dân. Đa số cư dân sống trong chung cư 22B cho rằng, việc thiết kế xây dựng không đảm bảo kết cấu chịu lực thì chủ đầu tư sẽ phải là người chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ngày 24 tháng 2, gần 60 hộ dân sống trong chung cư mini ở số 22B đã phải di rời ra khỏi tòa nhà. Chung cư mini này có khoảng 60 căn hộ, đã được chủ đầu tư bán cho các hộ dân và sử dụng từ năm 2017 đến nay. Đến thời điểm các hộ dân phải di rời, một số cột bê tông cốt thép ở tầng 1 của tòa chung cư này đã bị nứt toác. Để trợ lực cho tòa nhà, lực lượng chức năng cho gia cố thêm hệ thống giàn giáo bằng sắt chống đỡ xung quanh chân các cột nhà bị xuống cấp. Bên ngoài phần giàn giáo, cơ quan chức năng căng dây báo khu vực cấm vào để đảm bảo an toàn cho các hộ dân. Cũng liên quan đến thực trạng xuống cấp của chung cư mini ở địa chỉ số 22 ngách 236/17 Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn yêu cầu xác định rõ nguyên nhân sự cố, xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn số 553 về công trình nhà ở tại địa chỉ số 22, ngách 236/17, đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, có dấu hiệu không đảm bảo an toàn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân cho ngừng sử dụng công trình, khoanh vùng nguy hiểm, di chuyển người và tài sản để đảm bảo an toàn, hỗ trợ bố trí chỗ ở tạm, đảm bảo ổn định cuộc sống cho các hộ dân trong thời gian di rời. Quận Thanh Xuân phải quản lý hiện trường, theo dõi, quan trắc nhằm phát hiện, cảnh báo và xử lý kịp thời những tình huống bất lợi có thể gây mất an toàn cho công trình và các công trình lân cận. Rà soát lại toàn bộ hồ sơ khảo sát, thiết kế, quản lý cấp phép và thi công xây dựng công trình. Đáng chú ý, thành phố Hà Nội yêu cầu xác định rõ nguyên nhân sự cố, xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan đến công trình này. Sau khi khắc phục sự cố kịp thời, đảm bảo an toàn cho công trình và người dân sinh sống, cơ quan chủ trì giải quyết sự cố, quyết định việc đưa công trình vào sử dụng. Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, tham mưu, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, các nội dung vượt thẩm quyền. Sở Xây dựng được giao chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, rà soát toàn bộ thành phố về loại hình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, đánh giá phân tích kỹ tính chất pháp lý, việc quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, xử lý dứt điểm các công trình có vi phạm trật tự xây dựng, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Trên cơ sở kết quả rà soát nêu trên, tham mưu báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo theo thẩm quyền, quy định. Trước đó, theo phản ánh,
tòa chung cư mini ở địa chỉ số 22B, ngõ 236 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Theo ghi nhận, hai cột bê tông cốt thép dưới tầng để xe của tòa nhà bị nứt toác, chạy ngang dọc từ chân lên đến trần. Để trợ lực cho tòa nhà, lực lượng chức năng đã cho gia cố thêm hệ thống giàn giáo bằng sắt, chống đỡ xung quanh chân các cột nhà bị xuống cấp. Bên ngoài phần giàn giáo, cơ quan chức năng đã căng dây báo khu vực cấm vào để đảm bảo an toàn cho các hộ dân. Tòa chung cư mini có 8 tầng với khoảng 60 căn hộ, được chủ đầu tư bán cho các hộ dân và đưa vào sử dụng từ năm 2017 đến nay. Ngày 24 tháng 2, toàn bộ người dân sinh sống trong tòa nhà đã được di rời để đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, tại huyện Thạch Thất, Hà Nội, chính quyền thành phố đã ghi nhận có hàng loạt nhà ở, nhiều phòng chung cư mini trên địa bàn xã Tân Xã vi phạm trật tự xây dựng, cao từ 7 đến 9 tầng, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Đến nay các công trình này đã được xử lý ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi thông tin ngay sau đây. Những năm gần đây, trên địa bàn xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội, nhiều nhà ở, nhiều phòng, chung cư mini đã đua nhau mọc lên. Tuy nhiên, đa phần các tòa nhà này đều vi phạm trật tự xây dựng và vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng, sai phạm này trước hết là do cán bộ công chức và các cơ quan được giao quyền chưa làm hết trách nhiệm của mình. Trước đó, liên quan đến những vi phạm về xây dựng, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, huyện Thạch Thất cũng đã quyết định tạm đình chỉ điều hành công việc đối với ông Trần Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Xã, ông Nguyễn Bá Khải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Hòa và ông Trương Quang Hồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Yên. Huyện Thạch Thất cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các địa phương lập hồ sơ xử lý các công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy. Đối với các công trình vi phạm phòng cháy chữa cháy, nếu có thể khắc phục thì tạm đình chỉ đến khi nào đảm bảo các điều kiện mới được đưa vào sử dụng. Đối với công trình vi phạm không thể khắc phục thì đình chỉ hoạt động. Tuy nhiên, theo ghi nhận, hiện những chung cư mini vi phạm về xây dựng tại đây vẫn đang hoạt động bình thường, đã bỏ phần bạt che tầng vi phạm. Đối với tòa nhà nào đang hoàn thiện để đi vào hoạt động thì bị đình chỉ. Một số công trình đang được chủ đầu tư làm thủ tục xin thay đổi xây dựng cho xây vượt quá số tầng quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng cũng cho biết, hiện đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất phê duyệt từ năm 2014 có nhiều bất cập, không phù hợp, chưa cân đối, hài hòa phát triển giữa các xã trong huyện, chưa đáp ứng được tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu phát triển, nhất là tại địa bàn các xã ven khu công nghệ cao Hòa Lạc. Do vậy, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép huyện cập nhật đề xuất tích hợp vào quy hoạch thủ đô, điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô, nội dung về định hướng tầng cao xây dựng đối với các xã trên địa bàn tối đa 9 tầng để phù hợp với định hướng phát triển thành phố phía Tây. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành trong những phút vừa qua. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.